1. Tiền, thật sự rất quan trọng chấm 2. Thoát nghèo quan trọng hơn thoát ế chấm 3. Xinh đẹp thật sự rất có lợi chấm 4. Người tốt với bạn mãi mãi là cha mẹ bạn chấm 5. Sống trong xã hội này, bạn phải học cách chấp nhận và chịu đựng. Dù bạn không muốn, nhưng nó vẫn diễn ra thì phải chấp nhận. Dù bạn khó chịu với nó, nhưng chẳng thể thay đổi được thì vẫn phải chịu đựng chấm 6. Đừng hiểu lầm hành động lịch sự của người ta là có tình cảm với mình chấm 7. Làm sao để giải sầu? Chỉ có đột nhiên giàu lên thôi chấm 8. Đừng tranh luận với những người có mắt nhìn không giống bạn chấm 9. Đừng bao giờ dùng tình người đối với những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết chấm không Sống thoải mái hơn đi, bạn không có nhiều khán giả quan sát bạn đâu chấm 11. Đừng một mực cho rằng quan hệ xã hội là quan trọng nhất, chẳng có gì quan trọng bằng việc biến bản thân mạnh mẽ, giỏi giang hơn chấm 12. Mọi mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo là vì một người không nói, người kia không hỏi, hoặc là một người hỏi qua loa người kia trả lời cho có chấm một ba. Những mối quan hệ mà bạn không thể hòa nhập thì đừng cố ép bản thân hòa nhập chấm một bốn. Đừng ngại từ chối người khác, dù sao những người cố tình làm khó bạn cũng chẳng phải người tốt gì chấm một năm. Lúc bạn bắt đầu nói xấu sau lưng người khác thì bạn đã thua rồi. Xem người khác là đề tài để bàn tán, còn người ta lại thấy bạn không xứng để nhắc tới chấm một sáu. Không yêu cũng chẳng chết được chấm một bảy. Đừng lúc nào cũng để tâm đến ánh mắt của người khác. Như thế bạn sẽ sống vui vẻ hơn rất nhiều chấm 18. Trong bạn đặc biệt cô độc khi cố gắng hòa nhập vào một nhóm nào đó không hợp với bạn chấm 19. Nếu bạn đúng, bạn không cần nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận chấm 20. Người muốn gặp bạn sẽ trực tiếp hỏi bạn đang ở đâu và đi tìm bạn, người thật lòng muốn cho bạn sẽ không hỏi bạn có cần 0 chấm 21. Hóa ra điều quan trọng nhất trong tình yêu là tìm đúng người chứ không phải bạn nghiêm túc và cố gắng nhiều mà tình yêu chẳng cho lại bao nhiêu chấm hai hai. Hy vọng vào người khác chi bằng hy vọng vào chính mình. Không thể nhờ cậy vào ai hết chấm hai ba. Chúng ta có thể tự mua son môi, đừng mong mỏi người khác tặng chấm hai bốn. Nếu bạn sợ làm một việc nào đó, thế thì hãy làm nó đi. 25. Người đọc sách nhiều thực sự khí chất rất khác.